Và cái yêu cầu thứ hai, cái này là mình đang giải quyết yêu cầu thứ nhất là liệt kê các từ có trong câu, trong chuỗi đó. Như vậy thì việc của chúng ta là chúng ta sẽ tách cái chuỗi này ra bằng một cái khoảng trắng, tách chuỗi ra bằng khoảng trắng, và chúng ta sẽ khai báo một cái set, bởi vì lúc nãy mình đã demo cái set rồi. Set nó sẽ giúp cho chúng ta là loại trừ được các cái thành phần trùng nhau, thì chúng ta sẽ khai báo một set. Và set trên này là chúng ta có chủ đích là chúng ta add vào những con số, còn cái của dưới của chúng ta, cái này là kiểu gì, à kiểu chuỗi, cho nên chỗ này mình sẽ khai báo một cái set nó có kiểu là string, kiểu dữ liệu của nó là string. Thì mình sẽ sử dụng là set đi, set st, set st bằng new set, rồi cũng tương tự như vậy, chỗ này là string, và chúng ta sẽ kết thúc. Và nhớ khi mà các bạn xài cái này thì các bạn nhớ import nó vô nha, import nó vô. Ví dụ như là bạn xài hash map nè, hash set nè, set thì mình xài hash set thì mình import nó vô. Đây là những cái mà mình cần phải phải import để mà mình sử dụng, nó nằm ở cái thư viện Intel hết nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ duyệt qua cái mảng này nè, duyệt qua cái mảng. Vậy thì mình duyệt bằng cách nào là dễ nhất? For gì? À for each, mình dùng string st là một cái s đi ha, s, và dò trong cái mảng array, array. Rồi mình làm gì đây? Một công việc cực kỳ đơn giản là mình sẽ đưa nó vào cái set st này, chấm add vô, và bạn sẽ đưa cái chuỗi này vào. Như vậy là chúng ta đã xong. Sau khi chúng ta add xong rồi thì chúng ta chỉ có mỗi một việc là xuất nó ra thôi, xuất nó ra. Ví dụ như chúng ta ghi là các từ có trong chuỗi là những từ nào, thì chúng ta cộng với cái set st chấm to string. Mặc dù là cái phương thức này mình không viết, nhưng mà bản thân ở các class là người ta đã viết trước rồi, cho nên mình chỉ có xài thôi. Nhưng mà có một số phương thức thì cái to string, có một số cái là mình không xài được nha. Mình cứ mở lên mình chạy thử, mình coi thử xài được thì xài, còn không xài được mình phải viết lại. Cho nên là có nhiều cái là nó đưa ra địa chỉ chứ nó không có cho mình được. Đây, các từ có trong chuỗi. À, mà lại hôm nay nói qua công. Như vậy đúng ra cái từ hôm là cái từ đầu tiên của chuỗi, nhưng mà nó đưa chữ mà lên trước. Tại sao vậy? Tại vì set nó tự động, nó sắp xếp, tự động sắp xếp. Mình đã giải quyết xong, đây là những từ mà đã có trong cái câu của mình. Và với một cái yêu cầu thứ hai, yêu cầu thứ hai là mỗi từ xuất hiện mấy lần, mỗi từ xuất hiện bao nhiêu lần. Mỗi từ xuất hiện bao nhiêu lần. Như vậy thì ở đây nếu như mà các bạn xài set, thì khi mà mình đưa một từ vào set, mình có biết từ đó nằm ở đâu không? Không. Mình đưa vào nó tự sắp xếp, và mới mỗi câu khác nhau thì nó nằm ở vị trí khác nhau, cho nên mình chẳng biết là nó nằm ở đâu. Và chỗ này người ta nói rằng mỗi từ xuất hiện bao nhiêu lần, thì mình cần phải
đếm, cần phải đếm. Vậy làm sao để đếm đây? Làm sao để đếm? Vậy thì giải pháp của mình là mình không dùng set nữa mà mình sẽ dùng list ha. Mình dùng list để mình quản lý được vị trí của nó. Chứ nếu như mà mình dùng set thì nó nhảy, làm sao mình biết được nó nằm ở đâu mà mình tăng hay giảm, được không? Rồi, như vậy thì ở đây các bạn sẽ viết lại chỗ này giúp thầy, là mình vẫn có cái mảng là array string, nhưng chỗ này thầy không khai báo một cái set mà thầy khai báo một cái list. List của thầy có kiểu là string, là list st bằng new array list string, new array list string. Listing có bị trùng cái gì không? Chấm phẩy, thiếu chấm phẩy. Rồi, ok. Đi làm gì nữa nào? Bây giờ mình cũng duyệt mảng. Mình cũng duyệt mảng. Mình cũng duyệt mảng. Và mình add vào cái list này nè, là có chọn lọc. Có chọn lọc. Vậy thì mình sẽ làm sao? Kiểm tra. Nếu như cái add này nè mà chưa tồn tại trong list thì thêm vào. Còn nếu tồn tại rồi thì thôi. Vậy làm sao để mình kiểm tra được cái app này có tồn tại trong list hay chưa? Làm sao kiểm tra? Có cái phương thức nào để kiểm tra không? Phương thức gì? Ở trong list nó có một phương thức rất là hay, hình như các bạn chưa xài. st.content chứa đựng cái list này, nó có chứa cái app hay không? Nó trả về giá trị fullen. Nếu có chứa thì nó trả về true. Còn không chứa trả về false. Vậy thì mình nói rằng nếu không chứa thì add cái này vào list. Vậy thì mình để vậy hay là mình có gì thay đổi thêm không? Nếu không chứa thì mình phải phủ định lại. Nếu không chứa thì add vào list. Chấm add. Được không? Nếu không chứa thì rồi, ok. Chỗ này chúng ta lại xuất ra lại các phần tử trong chuỗi, nhưng mà chúng ta sử dụng array list. Đó, thì chỗ này mình sẽ là gì? List st.toString. Xem thử có gì khác. Có gì khác không nào? Chỗ này là mà lại hôm nay. Còn chỗ này là hôm qua nói mà không nay lại. Có gì khác? À, đối với lại cái array list này thì cứ một từ đọc được đầu tiên là nó đưa vào đầu tiên. Rồi đến từ tiếp theo là từ qua. Đọc tiếp một từ qua nữa thì nó bỏ. Được không? Được không nào? Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta đã hoàn thành cái việc sử dụng list
hoặc sử dụng xét để lấy ký số ký tự ra. Và lúc nãy mình nói rằng mỗi từ xuất hiện bao nhiêu lần, làm sao để mình chứa được cái số lần đấy? À, ok. Như vậy thì chỗ này thay vì mình chỉ có một cái list này thôi thì mình sẽ thêm một cái nữa. Cái list nữa có kiểu dữ liệu là gì? In hoặc là thường. Người ta khai báo double, nó dễ gõ hơn thôi chứ không có gì hết, nó thuận tay. Và thường là người ta xài double, ít khi người ta xài in. Tùy. Rồi, ở đây chúng ta xài là list count bằng new array list double. Rồi, chúng ta đã có một cái mảng để chứa đựng cái số lượng. Rồi, ở chỗ này, nếu như chưa tồn tại thì đưa cái chữ đó vào list st. Còn làm gì nữa không? Còn làm gì nữa không? Đồng thời đưa cái gì? Khao chấm add new. Nó lỗi thì là một chấm chấm không. Có nghĩa là gì? Mình đưa cái từ đó vào, vì từ này nó chưa tồn tại mà, thì bản thân nó là một, nó là một, được không? Còn bây giờ nếu như nó đã tồn tại rồi thì không bỏ qua, mà nếu mà nó tồn tại rồi thì làm gì? Nếu cái từ đó đã từng tồn tại trong list rồi thì làm gì nào? Thì tăng, à tăng cái số lượng lên 1. Vậy tăng số lượng của cái từ đó, vậy làm sao biết số lượng của cái từ đó nằm ở đâu? Làm sao biết? Vậy với một từ được đưa vào, mình có biết nó nằm đâu trong cái mà list st này không? Mình nếu mà nó đã tồn tại rồi, mình có biết nó nằm ở đâu không? Giả sử mình khai báo một cái biến index. Rồi, mình sẽ lấy là gì? List st chấm index of của cái s này, thì mình sẽ biết s này nằm đâu trong cái danh sách list st. Biết không? Biết. Nếu mà biết được vậy á thì mình lấy được cái số lượng của nó ở bên cái mảng kia không? Được không? Được. Bằng cách là int count bằng cái mảng này nè, chấm gì? Chấm get. Get gì? Get index. Như vậy mình lấy được số lượng của nó chưa? Tại sao nó lỗi? Kiểu in, bên kia là kiểu double. Rồi, mình lấy được số lượng. Rồi sau khi mình lấy được số lượng thì cộng cộng. Rồi làm gì nữa? Gán ngược vô lại. Gán ngược vô lại. Gán ngược vô là phương thức gì? Add là nó vô cuối à. Phương thức gì? Set, chính xác.
Set index hào. Như vậy mình đã tăng được giá trị của nó lên 1. Bây giờ mình xuất nó ra xem nào. Các từ trong chuỗi mình bỏ cái này đi. Rồi, mình sẽ xuất ra tiếp nữa là gì? Số lượng mỗi từ. Số lượng mỗi từ, rồi thì cách ra để cho nó bằng luôn, dễ thấy. Rồi list chỗ này là list gì? List how. Ok. Rồi, xem thử. Hôm là hai từ đúng không? Hôm qua, hôm nay, qua bao nhiêu lần? 11 lần. Một câu nói mà xuất hiện 11 lần, nói xuất hiện hai lần, mà hai lần, không hai lần, nay một lần, lại một lần. Như vậy đây là chúng ta đã thống kê được mỗi từ xuất hiện bao nhiêu lần. Và các bạn dùng theo kiểu rất là cổ điển, là mình xài đến hai cái mảng, hai cái danh sách luôn. Như vậy nó rất là phiền, được chưa nào? Rồi, tạm thời bài này chúng ta sẽ coi như là thành công bước 1, là mình đã làm được xem được có bao nhiêu từ và nó xuất hiện bao nhiêu lần, được chưa? Và chúng ta tạm thời kết thúc cái video này tại đây.